Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay ngành năng lượng đang phải đáp ứng nhu cầu tăng cao để phát triển kinh tế xã hội, trong khi các nguồn năng lượng truyền thống đã tới hạn, còn các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Vì vậy, một trong các giải pháp quan trọng cho bài toán của ngành năng lượng là đẩy mạnh hơn nữa hoạt động ứng dụng các công nghệ sử dụng năng lượng hiệu quả, đồng thời chuyển giao, làm chủ các công nghệ năng lượng mới, bền vững như công nghệ điện gió và điện mặt trời. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng cao để đáp ứng phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam đã khai thác gần như tối đa nguồn thủy điện. Trong khi kế hoạch phát triển năng lượng nguyên tử tạm dừng, nên Việt Nam đã và đang chủ động đa dạng hóa các nguồn cung cấp năng lượng mới, tái tạo để nâng cao năng lực, hiệu quả, tính bền vững và thích ứng cho ngành năng lượng quốc gia, cũng như thực hiện các cam kết quốc tế hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Nói là vừa rồi là cái tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nó cao, cho nên là cái nhu cầu năng lượng nó cũng tăng nhanh. Trong cái để mà đáp ứng cái nhu cầu ấy thì nhu cầu năng lượng ấy, thì trước tiên là phải nói là cái nỗ lực của Bộ Công Thương mà trực tiếp là EVN làm theo cả hai cái nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất ấy là xây dựng vận hành để mà cung cấp năng lượng cho nền kinh tế, và cái thứ hai là đưa ra các cái phương án để mà tăng cái hiệu quả của năng lượng. Song song với các chính sách và giải pháp sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng truyền thống như than, thủy điện, Việt Nam đã và đang thiết lập khung chính sách nhằm đa dạng hóa các nguồn cung cấp và hỗ trợ các nguồn năng lượng mới tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời và điện gió. Những cơ chế chính sách này thực hiện rõ nét trong Chiến lược Phát triển Năng lượng Việt Nam 2020, tầm nhìn đến 2050, Chiến lược Phát triển Năng lượng tái tạo của Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2050, cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Thì hiện nay thì cái cơ chế điện gió và điện mặt trời thì Thủ tướng Chính phủ cũng duyệt rồi, thì có cái chính sách khuyến khích để phát triển. Thì với cái giá điện gió hiện nay là 7,8 xu Mỹ 1 kWh và điện mặt trời là 9,35, thì cùng với khoa học kỹ thuật phát triển thì cái giá của điện gió và điện mặt trời cũng đã giảm xuống. Và hiện nay là đã cạnh tranh được các cái dạng năng lượng hóa thạch khác. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, với nhu cầu sử dụng năng lượng thời gian qua, tập đoàn đã nhanh chóng triển khai công nghệ siêu tới hạn và trên siêu tới hạn và hệ thống thiết bị xử lý môi trường khử oxy đen nitơ, lọc bụi tĩnh điện ở một số nhà máy nhiệt điện than, áp dụng công nghệ đập bê tông đầm lăn cho nhà máy thủy điện Sơn La, Lai Châu, vân vân. Hệ thống truyền tải đã không ngừng được mở rộng với nhiều đường dây, trạm biến áp có điện áp đến 500 kV với công nghệ cách điện bằng khí. EVN cũng đã đưa vào vận hành hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển giám sát tại Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia và 3 trung tâm điều độ tại 3 miền, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, hiệu quả. Trên cơ sở cập nhật tiến độ các dự án nguồn điện đang triển khai trong thời gian tới, theo quy hoạch điện 7 điều chỉnh, EVN đã tính toán cập nhật nhiều phương án cân bằng công suất điện năng đến 2030. Đầu tiên là phải cái việc mà sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả thì chúng ta phải đưa lên hàng đầu để đảm bảo được các cái chính sách cơ chế của nhà nước để đảm bảo được cái việc mà cái sử dụng một cách hiệu quả. Về cái hạ tầng ở trong cái truyền tải ở trong cái khu vực miền Nam thì cũng sẽ về phía tập đoàn thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường để đẩy mạnh được các cái phát triển thêm các cái hạ tầng để có thể tiêu thụ được những cái phần mà điện mặt trời đưa vào trong cái giai đoạn tới. Dự kiến nhu cầu năng lượng vào năm 2030 sẽ đạt khoảng 140 triệu tấn dầu quy đổi. Tốc độ nhu cầu tăng trưởng điện năng sẽ đạt trên 10%, đạt gần 500 tỷ kWh. Khi mà nguồn năng lượng hóa thạch và thủy điện đã khai thác triệt để, thì một trong các giải pháp quan trọng để tận dụng được thời cơ là đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng các công nghệ sử dụng năng lượng hiệu quả, đồng thời làm chủ các công nghệ năng lượng mới, bền vững như công nghệ điện gió và điện mặt trời. Sự phát triển và đẩy mạnh đầu tư các công nghệ năng lượng mới sẽ là thách thức không nhỏ, nhưng cũng là thời cơ để Việt Nam thực hiện những chính sách phù hợp, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững.